Đấy, tới cận đây rồi. Nhìn chưa? Đấy, nhìn chú nói chưa? Đấy. Đây này, đây con nữa này. Thì hai con nữa kìa. Đấy. Bắt con nào? Này, ba con. Thì con nào đây? Nào, con nào? Kia nữa. Ủa nó dài hết bể luôn. Mét rưỡi. Đấy, tắt cạn rồi đấy. Em tắt cạn chiều nay em làm thịt. Làm con gần 30 cân kia. Ui, có hai con phải gần 30 cân tất. Hai con to lắm, dài hết bể luôn. Đấy, hai con gần đuôi nhau rồi. Nhìn chưa? Đấy. Đang tắt để chiều ấy. Đây. Đang phải bơm bớt cho nó cạn này này. Không mà nó chưa được đâu. À, nó nằm tận đáy ấy. Khôn lắm, để nó túm được. À. Tiếp tục loa B3 cho bác. Trong tháng này phải nói là được về được khá là nhiều loa B3 cho bác ạ. Toàn hàng xịn này. Hiện tại là có B3 B3 dòng Bát 25 nhé, loại 6 triệu 9 và 6 triệu 3. Về hàng tiếp cho bác nhé. 6 triệu 3, cái loại 6 triệu 6 chứ. 6 triệu 6 hình như là về thì có hai đôi thôi. 6 triệu 6 mà hai chung, hai tép một thùng đấy. Còn một loại nữa là 6 triệu 9. Đẹp như mới. À, về được hơn chục đôi nữa. Còn đây nữa là lô B3 Bát 40. Thì sau đây Tuấn sẽ khui hàng cho bác nhé. À, con B3 Bát 40 này là B3 Bát 40 có model là TS1502X. À, công suất 300W. Bác thấy không? Hàng của Đức người ta ghi công suất thật chứ người ta không bao giờ ghi ảo đâu bác. Những cái đôi loa như thế này mà những cái hàng khác ấy, người ta ghi à, ôi toàn là 800 hay 500 hay nghìn mấy watt. Nhưng đây nó ghi có 300W. Đây là người ta báo công suất thật bác nhé, còn kia là những cái công suất báo ảo, có nghĩa là báo gì. B3 này là thương hiệu loa, B3 là thương hiệu, B3 này là thương hiệu của Đức. Thương hiệu nhá, thương hiệu của Đức. Đấy, báo ảo, bác nhìn đây. Đây cho bác một. À, thì sau đây mà Tuấn sẽ khui hàng cho bác nhé. Cùng khui hàng cho bác. Em của bác khui hàng, hôm nay trời mưa đấy. Nhưng mà nóng, vẫn cứ thích cởi trần này. Các bác thông cảm nhé, cởi trần tí. Sau đây em sẽ khui con Bát 40 này cho các bác luôn. Anh em nhân viên thì chiều nay nghỉ rồi. Lại khui hàng cho bác. Nhân viên nhiều việc quá, nghỉ. Gia đình học viên. Nghỉ thì mình sẽ làm đấy, bác không có làm thôi. Tự làm tự ăn. Nặng lắm bác. Đề ba bát 40 không đơn giản nha. Đây bốn góc rồi giờ đấy. 340 B3 bát 40 cho bác đấy. Bác nhìn đây. Chưa? Đấy. Đây, nhấc cho cho bác này. B3 bát 40 bác thấy chưa? Này. Ở bên trong cái lớp lưới này là một lớp nỉ luôn nhá. Một lớp nỉ luôn. Một lớp nỉ kín luôn. B3. Sau đây em sẽ mở bát cho bác nhé. Bát loa đây.
bát 40 đây các bác ạ. Bát 40 gần vài tuần dầu. Dòng này khủng chưa? Bác nhìn con ốc uy tín chưa? Ốc to vậy, đúng vào đầu đũa luôn. Hàng Đức đừng có đùa. Đây bài là thương hiệu của Đức. Thương hiệu của Đức thì nói thế thôi thì nói thế nó đúng hơn. Đấy. Đây, em mở luôn cái test rồi này. Nước trong nước là được rồi. Đây em đang phui hàng em toàn phui kiểu này. Không phải là phui chưa sửa chọn. Có nhiều lúc là cứ phui trước rồi chọn con nào đẹp. Không, đây phui luôn. Bất kể. Tự nhiên. Được đẹp hưởng đẹp mà được vừa vừa thì các bác hưởng luôn rồi. Chứ không chê cô ra. Mình cứ chọn nó đẹp rồi. Em không chê cái đấy. Em cứ phui đều được hết rồi. Không chê chọn. Được chưa? Cứ thật dài. Đấy. Nhìn thấy chưa? Nào. Đây. Con số 13 hết rồi bạn. Người nhẹo đơn giản. Ui giời. Ui các bác nhìn cái phân tần của nó kìa. Kín đáy loa luôn. Em nhấc nhé, em nhấc cái loa ra ngoài. Tháo dây ra ngoài cho bác nhìn xíu. Để cho bác nhìn cái phân tần một xíu. Ui cái phân tần này. Cái phân tần này. Các bác nhìn này. Ui vãi trưởng. Một con này hai phân tần luôn, một phân tần xử lý chuyên cho tép, một phân tần xử lý chuyên cho bát. Cho bác nhìn cho dã sướng chưa? B3 đấy ạ. Đấy, các bác mê chưa? Nào, bác nhìn đây, trước hết đây. Bác nhìn này, phân tần này. Sướng chưa? Hai bộ phân tần luôn, một bộ xử lý cho tép và một bộ xử lý cho bát, được chưa ạ? Bác nhìn cái phân tần khủng chưa? Làm gì có loại loa nào mà phân tần như này bác? Lấy đâu ra? Không có đâu bác. Đây. Đây, và đặc biệt là loa Đức thì con nào cũng có tản nhiệt này. Tản nhiệt được chưa ạ? Đôi loa này để cho bác mức giá 12.800.000. 12.800.000. Báo cáo bác là tiền nào của đấy thôi nhé. Đây, tiền nào của đấy thôi. Bác nhìn thấy người ta ghi B3 này. Công suất thật luôn là 300W chứ không bao giờ ghi nghìn mới lại bao nhiêu watt cả. Thật ra những công suất 1.000W thì em đã bảo rồi mà người ta thấy là công suất tối đa đấy. Ảo. Nhìn chưa? 13. Bác nhìn chưa? Xương gang đúc này. Tóm lại là riêng B3 này thì em Tuấn bao cho bác phê chấm hết. B3 nó quá nổi tiếng rồi, bát 40. 12.800.000 đôi loa B3, bát 40 này. Dòng này các bác làm sự kiện sân khấu hoặc gia đình, hội trường, gia đình dùng này, thật ra những đôi này dùng gia đình nó mới xứng đáng. Gia đình nó xứng đáng hơn, bởi vì là nó chất mà. Nói chung là có tiền thì cứ dùng sự kiện càng sướng. Và đây, kèo nó còn chấm này. Có nhìn chưa? Đây, tép của nó đây ạ. Cũng B3. À, công suất ở trở kháng 4 là 8 ohm, công suất 80W. Mà lại rất là hại ổn, nặng. Nặng trịch, sợ thật. Có nhìn chưa? Vãi trưởng chưa? Không thấy chưa? Không thấy. Bình thường những con phân tần của những loa kia nó chỉ một bìa nhỏ đấy. Bằng nửa cái bìa này đấy. Nhưng đây phân tần con này nó phải gấp 4 lần 5 lần những cái đôi loa khác. Các bác nhìn thấy chưa ạ? Nó là gấp 4 5 lần những đôi loa khác luôn. Nói rõ như thế cho các bác luôn. Gấp 4 5 lần luôn. Được chưa ạ? 12.800.000 bác nhé. Em sẽ xếp số thứ tự là đôi loa này là bát 40 là số 1. 12.800.000 bác nhìn này. Hai cầu luôn nhé. Hai bộ phân tần luôn. Được chưa? Bán nguyên phân tần tiền triệu mấy triệu rồi.
Đấy, em Mã Tuấn báo giá cho bác rồi nhé. À, một đôi này có mức giá 12.800.000 B3. Em ghi là B3 đôi số 1. Rồi, hẹn gặp lại các bác clip sau. Nhìn nó thích thế này chị. Đây, để vào đây. Để vào đây. Úp chụp luôn cái này cho nó thích. Không phải đâu, nhiều lúc các bác để chụp này các bác được biết luôn cơ thể đây. Rồi, chào bác.